Rồi, xin chào các bạn. Giờ cũng tối rồi thì mình cũng tranh thủ làm cái video về thẩm mỹ buồng kính. Thì hôm nay cái thẩm mỹ buồng kính nó có hai cái các bạn. Một là mình thu nhỏ cái môi môi bé, hai là mình thu cho cái âm đạo đó, nó nhỏ lại. Thì hôm nay mình sẽ nói cái vấn đề là thu nhỏ môi bé trước ha các bạn. Thì đây thường mình có hai kỹ thuật thôi. Thường trên lâm sàng mình dùng hai kỹ thuật. Một là mình cắt theo cái hình nêm đó. Cắt theo cái hình nêm xong mình khâu lại. Như các bạn thấy bên trái nè. Cắt theo hình này mình khâu lại, thì cắt theo cái này á, nó cũng có nhiều kỹ thuật nữa. Giờ cắt một phần, tức là cắt niêm mạc một phần, hay là cắt luôn toàn bộ mình khâu lại. Cái kỹ thuật thứ hai là mình không có cắt cái kiểu này mà mình cắt nguyên cái này luôn nè, cắt nguyên cái dọc này luôn. Thì các bạn xem hình bên đây dễ hơn nè, đó mình cắt nguyên cái dọc này luôn nè các bạn ha, cắt nguyên cái dọc này luôn. Thì mỗi một cái kỹ thuật nó đều có cái hay riêng các bạn. Bây giờ cái kỹ thuật mà mình cắt một phần á, nói cho dễ để cắt một phần đi, thì nó có ưu điểm là gì, là cái đường sẹo của nó ngắn. Cái đường sẹo nó chỉ có, các bạn coi nè, nó chỉ có từ cái chỗ này nè tới chỗ này thôi. Giờ mình cắt bỏ chỗ này mình khâu lại thì đường sẹo nó từ chỗ này tới chỗ này, thì các bạn sẽ giữ được nguyên cái bờ tự do chỗ này nè, nguyên cái khoảng này là cái bờ da, cái bờ môi bé bình thường giữ lại nè, nguyên khoảng này giữ lại nè, nguyên khoảng này giữ lại nè, thì cảm giác dùng này nó bình thường nè, cảm giác dùng này bình thường nè. Nhưng mà mình cắt á thì cắt nó không đẹp liền được, cắt nó còn các bạn thấy không, tại vì mình chỉ cắt có một phần à, cho nên nó không đẹp liền được. Rồi cái thứ hai là khi mà mình khâu hai cái đường này lại nè các bạn, thì á khâu hai cái đường này thì có những trường hợp á nó không có liền á, nó không liền thì bị lủng cái lỗ giữa, điều đó mình phải cắt mình khâu lại. Và cái thứ ba là nó có thể bị phì đại chỗ cái sẹo này nè. Đó là ba cái điểm yếu của kỹ thuật này. Còn cái kỹ thuật này, kỹ thuật mà mình cắt nguyên cái đường dọc rồi luôn á, nè cắt nguyên cái đường dọc này luôn, thì kỹ thuật này các bạn làm là đẹp liền, làm cắt xong là đẹp liền, tại mình cắt rất là nhiều mà ha. Nhưng mà nó có điểm yếu là gì, cắt nhiều như vậy thì nó sẽ giữ lại cái bờ tự do nó ít hơn, rồi vì vậy cái thần kinh á, cái thần kinh cảm giác mình giữ lại nó sẽ ít hơn, nó sẽ mất cảm giác nhiều hơn so với kỹ thuật kia. À, cái đường sẹo nó dài, đường sẹo nó dài từ từ chỗ này tới chỗ này luôn, tại vì mình cắt hết mà. À, một số trường hợp thì sẹo nó có thể bị co kéo đó. Nói chung là nó có hai cái kỹ thuật vậy, và mỗi một kỹ thuật nó đều có những cái ưu khuyết điểm hơn. Nhưng mà thường thì khách hàng tới mình làm thì thường người ta sẽ chọn kỹ thuật này, người ta muốn đẹp liền, cắt cái hết luôn.